bé bé 6 giờ chiều rồi, dậy đi bé ơi. Không dậy hả? Không dậy tính ngưỡng cho tới 7 giờ rưỡi tối luôn hay gì hả? Mẹ biết là chay đang cái giấc này là chay đang say ngủ nhất là cái giấc này nè, nhưng mà bây giờ phải dậy. Ai mượn con ngủ trễ quá làm chi, ai mượn con 4 giờ chiều cũng mới đi ngủ. Giờ gắng dậy đi con, mày biết đây là cái giấc mà ngon nhất luôn, giờ mà quất thẳng cho tới 8 giờ đã. Nhưng mà không được, mình phải dậy. Em bé ơi, em bé ơi, ba về rồi kìa, ba về rồi kìa. Ừ, ba về rồi. Cái gì thường quá, trời ơi, thường da thật rồi. Ôi trời ơi, thường. Ôi trời, giờ này còn ngậm ba bà già bà lấy bây giờ. Bà già ăn chay ngậm bà già ơi. Ừ, ba bà ngược rồi, đeo ba bà ngược rồi, đeo bà lại. Ngược rồi, sao đổi lại. Đúng rồi, tự mình đổi luôn hả? Dư. Đẳng cấp. Trời ơi, buồn ngủ mà cũng lật ba bà được dữ ta. Trời ơi, đẳng cấp đứa tao ơi. Nó hề không cô chú thấy nó hài không, kêu nó ba bà ngược. Ba bà đeo ngược rồi, cái đó nó tự mở lên, nó mở mắt ra, lật lại ba bà. Hey yo. À. Gì? Cái gì? Không, dậy ăn coi. Vậy mày cho mẹ, vậy mày cho ăn thịt gà với cơm ngon lắm chứ không uống sữa phải không? Uống sữa làm bị nó bị lửng lửng cái bụng là mình không có ăn cơm được, hiểu chưa? Hiểu chưa con? Đúng rồi, không hiểu. Không hiểu thì thôi. Chó mà. Chú ơi. Trời ơi, thương quá cô chú ơi, thương quá thì thôi á. Không mới nó coi, mình. Ôi trời ơi, cái da thịt gì mà thơm dữ rồi trời. Mày coi cái bàn tay coi có cần làm nail lại không? Để mày coi cái bàn tay có cần làm nail lại không? Nó xạo. Nó xạo sự gì đâu thôi. Cô chú ơi. Cô chú ơi, chay tắm nè. Chay đang ở một độ cao rất là sâu. Cô nói đi, một độ cao rất là sâu. Sao chi? Giỏi quá, đừng có đụng mẹ. Đừng có dính mẹ, con tự bơi đi, con không có chìm đâu, con sợ. Tự bơi đi con, có mẹ đây. Không. Hả? Không có gì. Thì sao? Bơi đi. Đúng rồi, tự bơi đi. Để dịnh nè, để dịnh làm sao nè. Ai? Bơi lại ba đi. Swim. You gotta learn how to swim, JD. Bơi đi con, đúng rồi. Bơi đập cái chân, đập cái tay nữa đây nè. Don't drink the water, JD. Swim. Hiện tại bây giờ là đang 38 feet. 38 feet là bao nhiêu mét? Kick. Good job. Lay back coi chay. Lay back. Lay back my baby for me. Lay back. Trời ơi, nước ấm dễ sợ luôn á. Vô con, bơi đi. Bơi nè, cho mẹ nè. Bơi cái tay. Đập cái chân. Come on, swim like mommy. You're gonna go to swim class next Monday. Yeah, bơi, đúng rồi, đập cái chân. Cố lên, bơi lại mẹ nè. Come to mommy, lại đây. Use your hands. Yeah, bơi lại. Cố lên, bơi lại mẹ. You gotta stop and breathe. Con có thể dừng lại. Thở. I go this way. Go this way, okay, go back. Dạng dễ sợ. Không sợ, chứ xong luôn, tự nó dám nhảy từ trên thuyền nhảy xuống luôn á. Mà tại vì mình tạo cho nó cái cảm giác không sợ nên là nó nhảy. Jay, do you wanna jump again? No. Yeah, okay. Lay back. Okay. Bây giờ nè. 1, 2, 3. Yay! But she wasn't ready. She was. Giỏi. Thấy không? Con thấy nước có trong không? Nước có trong không? Rồi, lại rồi nha. No. Yeah.
One. Two. No, up, 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 up. Throw her up, not down. Dunk her down. Well, I don't know. Okay, let her swim. She wants to swim to the boat. Okay. Ready? Có cái phao này khỏe. Nổi còn bơi gì đó ngồi nổi. Nổi lên, bơi, lên, bơi. Where are you going, JD? Going this way. Are you going this way? Baby, did you zoom in? Yes, one times one zoom. It looks good. Good job, JD. Giỏi. Giỏi. Giỏi quá. Qua nước rất là ấm luôn. Mặc dù cái chân đụng dưới sao sai chút nữa nhưng mà vẫn còn ấm. Thường thường á thì ấm thì ở trên là ấm, còn ở dưới thì lạnh, nhưng mà cái này là ấm ở dưới tại vì bây giờ mùa hè này nóng quá đó. Ngày nào cũng ba mấy độ. Nhìn nè. Ôi trời ơi, có cái chân dưới đập kìa. Use your arms. Cái tay con luôn, con cái tay luôn. Arms and legs. There you go. Yeah. Hỏi ngoại ơi, ngoại thấy con bơi không? Dạ, thấy con bơi. Ừ, ngoại thấy con bơi. Ai nữa, hỏi ai thấy con bơi không nữa? Yeah. Hỏi ai thấy con bơi không? So how deep is it, baby? 38 feet. 38 feet below you. You got it, JD. Use your hands. Baby, show her how to paddle like this. Underneath. Like doggy paddle. Okay. Bless you. But doggy paddle. You got a doggy paddle, JD. Yeah. See? Cái tay con làm vậy chơi. Đúng rồi. Use your hands. Use your hands. Chơi, nhìn tay mẹ này chơi. Chơi, nhìn tay mẹ nè. Đúng rồi, cái tay con cũng làm vậy đó. Đúng rồi. Yeah, oh yeah. That's how you do it, JD. Ducky. Ducky style. Bơi chó. Wow. Yeah. I love you. Go this way. Trời ơi, nó kêu đi ra để cho đi chỗ khác. Trời ơi, có được không? Wow, bữa nay dân biết bơi rồi, đuổi ra. Trời ơi, có bả gan dữ sợ. Cuộc đời này có ai gan bả không? I'm zoomed too far in to see both of you, so I'm zooming out. She's so brave. She is. Look, she's swimming by herself. Yeah. Watch out for the boats. Go. Race. Go. Race. Go. Arms. Doggy style. Go. Yeah. Sao cô đứng con vậy? Her arms are too tired. We need to get her on the weights. Mệt không? What? She's not tired. Oh, did you kick mommy's? Oh, you okay? Sống. Wow. Lay back. JD? When you feel like you're doing that, you gotta lay back. That's when you lay back, is when you can't stay straight. Hello. Biển cả mênh mông 2 tuổi rưỡi. If you don't wanna see me dancing with somebody. Baby, we're floating way too far. I gotta readjust the boat. Okay. Cô chú coi ba chay mua cho chay tập vẽ dựng bảng ở ngoài, đứng ngoài về đây vẽ, có thêm nhạc nữa. Ủa sao con không chơi với anh với chị? Anh chị đâu? Make it your own.
Wow, đã quá ta. Nhưng mà đây nè, con hứa với mẹ đi. Promise. Don't draw on your face, your hand. Don't draw on your body. Don't draw on your body. Don't draw on your nails. Don't draw on your eyes. Chỉ được trên bảng thôi. Baby, give her the thing to wipe it. And then he... It's up there. Oh, did you show her? Yeah. Nè con, khi mà con vẽ mà con không thích nữa đó là con lấy cái này con chùi. Ok. Ờ, con không thích là con lấy con chùi, đúng rồi. So you can draw and erase. Draw and erase. Here, put it. Baby, I think we give her way too much. We should have, like... Honey, there wasn't enough colors. And this is better. Just let her play with it. I got it, chose you to play with it. I'm going to make sure that everything's kept and put away before I bring it in. Đi em phải không? Ngọc nói vợ chồng Ngọc là cho nó nhiều mà cay quá, cho bớt bớt lại thôi. Chồng Ngọc nói hả, kệ nó, cho nó có nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà hứa với mẹ là không được vẽ vô người, nghe chưa? Dạ. Hứa đi, móc méo, promise. Ờ, móc méo hứa đi rồi mẹ mới cho, chứ không ấy là nếu mà con vẽ lên người con là bắt đầu ngày mai mẹ không cho con vẽ nữa, ok? Ok. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Rồi. Đúng rồi, mình không thích là mình vẽ gì á, cái đó là vẽ gì á? Con làm gì á? Ủa anh với chị đâu rồi? Where the kids? Oh, they're in the lake. Oh. Splashing around. So that's why I brought her back in here and brought this out for her. Không, anh với chị chơi đi tắm rồi. No, no, you gotta go. Look at this orange. Oh my gosh. Look at this orange. It's so bright. Here, let me put this in the back of it. Rồi bỏ cây kia xuống, bỏ cây kia xuống. Here, let me take this one. And rồi, I'll put the cap đi con. Okay. Let's see, everything's got the cap on it, good. That's so orange. Ôi cha ơi, ai vậy ta ơi? Look at me. Look at me. Trời ơi, cái kiến bà làm cái kiến kìa. Không dám. Làm sao? Trời ơi, đánh hai con mắt, một con xanh, một con gì đó. Wow. Here you go, JD. Ôi chào ơi. Giờ con đánh gì á? Đánh ma. Con mở con. Hả? Mở con, để đỡ làm. Ôi sao ăn được, cứ kêu mở cái đó hoài vậy. Con mở. Trời ơi, con mắt. Đánh. Ừ. Ok, xong rồi. Ok, xong rồi. Chú cha ơi, con quấn cặp mắt kìa. Ui cha ơi. Ok, xong. Xong chưa? Dạ. Rồi, đưa mày nhìn giờ tới gì nữa? Đó là cái này. Này là gì á? Lipstick. Lipstick là gì? Lipstick tiếng Việt là gì? Lipstick. Focus. Mà tiếng Việt là gì? Focus. Cái gì focus vậy? That focus. Là sao? That's this one. Nói tiếng Việt mày nghe rồi mày không hiểu. Hey. Lipstick tiếng Việt là cái gì? Lipstick. Rồi tiếng Việt là gì? Lipstick. Tiếng Việt là son môi. Tiếng Việt son môi. Ừ, son môi đây. Son môi. Ôi chào ơi. Ôi cha ơi, trời ơi đẹp chưa. Không quay chay nữa, cứ chơi. Ờ đi không quay chay nữa hả? Dạ. Chú chay coi chị mới xong môi được chứ, sao không quay chay nữa? Không quay chay nữa em nè. Ô, đau quá. Đẹp quá, ôi trời ơi. Ok, xong. Xong chưa? Dạ, xong. Oh, there it is. Oh, wait, this way. Ủa gì? We name pink. Màu pink, phải không? Ok. Màu. Không, cái đó là sơn móng tay, móng chân. Không, cái đó chút mẹ làm cho con làm không được. Con làm nó dơ lắm. Con là cái nghề của con là nghề make up thôi, còn nghề làm nail là nghề của mẹ. Con được không được dành, nghe chưa? Không có mở được. Không mở, tại vì con mở là con làm dơ đồ, dơ áo, dơ tùm lum tạt le hết, mà cái này á là mình xóa ra không được.
Chút nữa mày sơn cho hay là bể mày sơn chai chay nha. Không, mày chai sơn. Không, chai sơn xấu lắm. Không chai sơn này. Chai sơn xấu lắm. Cái đó mẹ nói thiệt, cái nào mà chai làm đẹp mày nói đẹp đẹp, đẹp nè, chai làm đẹp là chai make up đẹp nè. Chứ còn không tay không chân để mẹ làm. Mẹ ơi, chị... Sơn môi tiếng Anh đọc làm sao? Happy birthday. Happy birthday vô vô hả? Mời con hát đi. Cô con đang kể cho cô chú nghe một câu chuyện đó hả? Dạ. Ừ, kể đi, kể tiếp đi. Bây giờ con kể cho cô chú nghe, hôm qua con đi bác sĩ làm gì con? Bác sĩ coi mắt con rồi con đòi nhảy xuống, bác sĩ nó ngồi im phải không? Rồi sao nữa? Bác sĩ lấy con ngón tay lên, rồi sao nữa? Rabbit. Bác sĩ có cái con gì nó kêu cái gì đó, cái con bác sĩ móc con ếch ra phải không? Con ếch nó lẻ lưỡi ra dài phải không? Rồi sao nữa? Rabbit. Giờ đây chúng ta là bị đau bụng. Sao bị đau bụng? Đang ngồi tự nhiên bị đau bụng. Rồi giờ làm sao mới hết đau bụng? Muốn hết đau bụng phải làm sao đây cho chay hết đau bụng đây? Chay hết đau bụng thì đau bụng mới ai chao. Bây giờ là làm sao mới chay mới hết đau bụng? Chay muốn cái gì?